Hello, chào tất cả anh em, chào mừng anh em. Ngày hôm nay chúng ta nói chuyện về một sản phẩm của nhà Tom Ford, nó có tên là Umbrella Leather. Đây là một phiên bản có thể được coi là cheap version, giá thành mềm hơn so với một chai nước hoa khác của nhà Tom Ford, nó có tên là Tuscan Leather. Và cũng giống như mọi video trước, mình sẽ nói những cái điểm mình thích và không thích về chai nước hoa này. Ok, let's go. Ok, điều đầu tiên mình thích ở chai nước hoa này đó là so sánh với các cái sản phẩm có thể gọi là tiêu biểu của nhà Tom Ford, ví dụ như là Tobacco Vanille, Tuscan Leather, thì Umbrella Leather này nó vẫn mang những cái dáng dấp, những cái đặc điểm tiêu biểu của nhà nước hoa này, đó là rất là đàn ông, rất là lịch lãm, nam tính và không phải là dành cho số đông. Mình không nói là mùi hương nó tệ mà nó đòi hỏi những người dùng phải có một cái sự tự tin vào cái style của mình, tự tin vào cái phong cách của mình, thì khi mà xịt những cái sản phẩm của nhà Tom Ford nó mới phát huy được hết những hiệu năng của mùi hương của nó. Còn nếu không thì nó nói chung là xịt như thế thì hơi phí đó. Mình không nói là vứt đi mà chỉ là hơi phí. Ở chai nước hoa này thì cái cảm nhận của mình nó giống như là mùi của da lộn mà chúng ta hay gọi là suede đó. Mình không biết là mình phát âm có đúng chính xác hay không, nhưng cá nhân của mình đây là cái mùi hương của da lộn, còn nó không hẳn thiên về một cái mùi da bọc ghế hoặc là một cái mùi da bọc sách đó, mà mình cảm thấy là nó giống với những cái mùi của một tấm da lộn mà chúng ta thường hay ngửi khi mà được vào những cái nhà cửa hàng bán giày, cửa hàng bán áo khoác da mà có sử dụng những cái chất liệu da lộn, thì mùi hương của Umbrella Leather này cũng tương tự như thế. Đây là cái mùi hương cực kỳ là nam tính, góc cạnh, quý ông, và nói chung là mình cảm thấy nó khá là đơn giản. Nó không có một cái sự màu mè giống như những chai nước hoa của Pháp, mà ở đây nó mang những cái đặc trưng của một quý ông rất là nam tính, rất là gọi là thuần manly, không có một cái gì đó màu mè khi mà xịt mùi hương chai nước hoa này. Do đó nếu như mà các anh em nào đang cần tìm một cái mùi hương dạng X-Men và classic thuần X-Men thì đây là một chai nước hoa cũng đáng để chúng ta tham khảo, và đây là điểm đầu tiên mình thích của chai nước hoa này, Tom Ford Umbrella Leather. Điều thứ hai mình thích ở chai nước hoa này đó là nếu như chúng ta làm team manager, team leader và lại là sếp, và chúng ta cần một cái mùi hương, nếu như khi mà xịt mọi người gặp và mọi người sẽ cảm thấy có một cái gì đó cảm nhận rõ ràng chúng ta có một cái level. Nó giống như kiểu là khi chúng ta là một ông chủ của một quán bar, chúng ta là một ông chủ của một hộp đêm chẳng hạn đó, trong một cái bộ tuxedo rất là lịch lãm, miệng thì điếu một điếu xì gà, và chúng ta cần một cái mùi hương nào mà nó thể hiện cái độ boss, cái độ level của chúng ta, thì Umbrella Leather này là một cái mùi hương dạng kiểu như thế. Hoặc nếu như đơn thuần là chúng ta là một anh chàng rất là nam tính mà chúng ta không có một cái xu hướng giống như một quý ông romantic, một quý ông rất là lãng mạn của kiểu Pháp, mà chúng ta thích là một cái kiểu gì đó nó góc cạnh, nó rất là gai góc chẳng hạn, thì Umbrella Leather này cũng là một dạng kiểu mùi hương như thế. Do đó đây cũng là điểm mình thích thứ hai ở chai nước hoa này, có nghĩa là bất kỳ một anh em nào mà yêu thích một cái mùi hương nó có thể thể hiện được rõ là chúng ta một dạng kiểu như không cần hoa vèo hoa sói, hoặc là chúng ta là một cái kiểu thích một cái kiểu mùi hương có thể thể hiện được một ít nhiều cái level của chúng ta, cái sự trong một cái gọi là cái những cái thành công nhất định trong sự nghiệp của chúng ta, khi mà gặp mọi người chẳng hạn chúng ta cần một cái mùi hương để thể hiện những cái điều đó, thì Umbrella Leather này là một kiểu mùi như thế. Tổng quát lại hai điểm mình thích ở chai nước hoa này đó, đây là cái mùi hương mang những đặc điểm đặc trưng của nhà Tom Ford, là rất là đàn ông, rất là nam tính, không cần phải là quá là gọi là mềm mại uyển chuyển hoa vèo hoa sói, mà đây là cái mùi hương thuần, rất là đơn giản nhưng nó thể hiện được hết những cái gọi là bản lĩnh đàn ông của chúng ta đó. Và cái thứ hai là bất kỳ anh em nào muốn tìm một cái mùi hương để cho chúng ta đi làm những ngày đông sắp tới này, một cái mùi hương của sếp hoặc là một cái mùi hương rất là đàn ông, rất là nam tính, thì đây, Umbrella Leather này cũng là một trong những mùi hương chúng ta nên tham khảo đó. Đây là hai điểm mình thích chai nước hoa này. Vậy điểm mình không thích về mùi hương chai nước hoa này đó là gì? Điểm đầu tiên đó là cũng giống như những cái sản phẩm đời đầu của nhà Tom Ford, mình cũng nói về sau những cái sản phẩm mới ra ở đây. Thật sự là những cái sản phẩm mới ra gần mắt gần đây của nhà Tom Ford thì mình đánh giá không quá cao, ví dụ như Lost Cherry hoặc là Fucking Fabulous vân vân, mình không đánh giá quá cao. Thế nhưng những cái sản phẩm đời đầu của họ, ví dụ như Tobacco Vanille, Tuscan Leather, Oud, đó đấy là những cái mùi hương mình thực sự là mình rất là ngưỡng mộ
về cách làm mùi của họ. Và đặc điểm chung những chai nước hoa đấy đó là nó đòi hỏi cái người dùng phải có một cái sự tự tin vào cái style của các anh em khi mà xịt. Thì cái chai Ombre Leather này cũng là thế. Mùi hương da thuộc của nó rất là hay, thế nhưng mình không nghĩ rằng nó dành cho các anh em mới bắt đầu sử dụng nước hoa. Có nghĩa là nếu như chúng ta đã có một khoảng thời gian dùng nước hoa rồi thì đây là một cái sự lựa chọn không phải là tệ. Nhưng đối với một anh em mới bắt đầu sử dụng nước hoa của chúng ta, đặc biệt là chúng ta bắt đầu muốn tìm hiểu cái nốt hương da thuộc, thì Ombre Leather này không phải là cái mùi hương như thế. Vì cái nốt mở đầu của nó mình cảm thấy khá là khó chịu, nó rất là khó để diễn tả. Thế nhưng mình cảm giác là nó hơi là sốc nếu như các anh em nào mới lần đầu làm quen với nốt hương da thuộc. Do đó đây không phải là một chai nước hoa da thuộc dành cho các anh em mới bắt đầu sử dụng nước hoa, mà ở đây chúng ta có thể là ví dụ mình chỉ ví dụ nhá, chứ mình không có sản phẩm này. Ví dụ như là Bocchetta Veneta Pro Homme, đây là cái mùi hương da thuộc nhưng nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là mềm mại, và mình nghĩ nó dành cho các anh em newbie hợp hơn là Ombre Leather. Do đó điều đầu tiên mình không thích ở chai nước hoa này đó là mình nghĩ là nó không phải là dành cho các anh em newbie và các anh em mới bắt đầu tập làm quen với nốt da thuộc. Đây không phải là một chai nước hoa như thế. Điểm thứ hai mình không thích về mùi hương chai nước hoa này đó là mình không rõ là có phải là do da của mình là không hợp với mùi hương này, có thể gọi là cơ địa của mình ấy. Thế nhưng mặc dù đây là một chai nước hoa có sử dụng khá nhiều những cái nốt hương được đánh giá là bền mùi, nhưng mà bám trên da của mình chỉ sau khoảng 2 tiếng thì nó hơi thoang thoảng đó, mà độ tỏa mùi cũng không phải là quá là mạnh, bám gọi là bình thường. Mình nghĩ là chơi nếu mà chai nước hoa này tầm được khoảng 6 đến 8 tiếng, mình không nghĩ là nó có thể là trên 8 tiếng về chai nước hoa này trên da của mình, thì đấy cũng là một cái mà các anh em nên tham khảo trước khi chọn mùi hương này về độ bám tỏa mùi đó. Tổng quan lại, chai nước hoa này có đáng mua hay không? Điều đầu tiên mình nhắc lại là với các anh em mới sử dụng và bắt đầu làm quen với nốt da thuộc thì Ombre Leather này mình không cho rằng là một cái sự lựa chọn sáng suốt. Quan điểm của mình nhá, Ombre Leather không phải là một sự lựa chọn tốt. Như mình đã nói, có rất là nhiều những chai nước hoa có sử dụng nốt hương da thuộc nhưng nó dễ chịu hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Ví dụ như là Federer Leather Essence chẳng hạn, hoặc là Bottega Veneta Pro Homme. Đây là những chai da thuộc mà các anh em có thể bắt đầu có thể làm quen. Còn Ombre Leather thì mình không nghĩ như thế. Đặc biệt là cái nốt đầu của nó thì thực sự là mình không thích. Mình không thể thích cái nốt đầu của chai nước hoa này. Còn lại, với những các anh em đã chơi một khoảng thời gian và đặc biệt là chúng ta thích một cái mùi hương da thuộc không bị đụng hàng, ít nhiều là không bị đụng hàng, thì đây là một chai đáng để tham khảo. Đó, mình không nói đáng mua, nhưng đây là một chai đáng để tham khảo. Mùi hương rất là một mùi rất là đàn ông, rất là nam tính đó. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến các anh em những quan điểm cá nhân của mình về chai nước hoa Tom Ford.